Dạ, Nam Mô Bích Thầy á, Nam Mô Tham Mai á, Nam Mô Sang Khai á. Dạ, cảm ơn cô Trịnh Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Trì cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ năm 28 tháng 10 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, Nam Mô Bích Thầy á, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sammayang phan te tisara ne nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyam bimayang phan te tisara ne nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama Tatiyam bhimayam phante tisarane nasaha atthangasamman nagatang uposatthang yacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đấng y. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đấng y. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đấng tri. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Bụt Đà Hằng Saranam Gạch Chà Mi. Đệ tử nguyện quy y Phật. Bụt thằng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Saranam Gạch Chà Mi. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang Saranam Gacchami Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang Saranam Gacchami Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhahang Saranam Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Tutiyambi Buddhahang Saranam Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhahang Saranam Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhahang Saranam Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami Lần thứ ba đệ tử quy Tăng. Banati Bata Veramani Sikha Badang Sama Diyami Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya veramani sikha padang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya Veramani Sikha Padang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Merayamachapama Datha Na Veramani Sikha Badang Sama Dikya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Sura me rayama chappama dathana we ramani sikha patang samma jiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vika lafu jana veramani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lafu jana veramani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacha ghi tắc và đi tắc ghi su gà đá sân nạp mà là gần thơ bí đề bá thạ thà ra nạp mần đá nạp huy phụ sân nạp thà nà quê ra mà nì khí khá bà đăng sắp mà đi chà mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacha gita wa dita wisu kadasana ma la gan ta wi le panatha jana man dana wifu sanatha na we ramani sikha padang samma diya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucha Siyana Maha Siyana Veramani Sikha Badang Sama Diya Ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Siyana Maha Siyana Veramani Sikha Badang Sama Diya Ammi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Im mạng a thằng gác sa mạng na gác tàng bút tha bàn nhạc tàng úp bồ sát tàng im mạng gác tình im mạng chát đi quá sàng sàm mạ đề quá a phi ra kỳ tùm sàm mạ đi yà mị. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badane uposasi vlasena iman jaratana iman jadiva sangsa tukangatva apmama dena sapma rakhitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. A mát phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sì lê na su ga tân dân tí, sì lê na phô ga sàm bà đà, sì lê na e phô tân dân tí, ta sà ma sì ra huy sô thạ yê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung, thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật
Tát thành thăng duyên, gieo năm vào trọn niệm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabba devata sabba buddha anupavana sada sati vantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabba devata sabba dhamma anupavana sada sati vantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabba devata sabba sangha anupavana sada sati vantu te. Tất cả Pháp Hoàng có đến người, cầu xin chư Thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bích Thai á. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Để sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Thai á. Mô Bích Thai, Sa Tú Lành Thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã thay mặt cho Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho Hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn Sức Huệ Ngọc đã thay mặt giới tử thọ Bát Quan Trai Giới. Dạ, Nam Mô Bích Thai, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua PowerTalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, vào mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ giờ sáng đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận việc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và tăng chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp, Abhidhamma chương 4, tất yếu sắc, Rupa Sangha phần 1, liệt kê sắc pháp, Rupa Samudeso Deso. Tiếp theo, bài 33, thảo luận về sắc y sinh, Thượng Tọa Tỳ Siêu biên soạn và giảng giải. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bích Thai Giáo. Kính đại lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay tương đối là hơi khác biệt với những bài học vừa qua. Lý do đơn giản là
Ở ngày Chủ nhật rồi, trong giáo trình Thắng Pháp thì lúc đó chúng tôi bận đi lên một cái trại của Hướng Đạo để sinh hoạt. Và do vậy không có thể có một cái buổi thảo luận đầy đủ cho cái bài về 24 sắc hy sinh. Về điểm này thì lẽ ra bài không có thể bước qua bài tiếp theo, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết để chúng ta có thể có một số các câu thảo luận liên quan đến đề tài sắc hy sinh. Những câu thảo luận này thì thật ra phần lớn đó là nó liên hệ đến cái kiến thức thông thường mà chúng ta được biết ở trong cái nền giáo dục ngày nay. Nhưng mà chúng tôi tin rằng những câu thảo luận này ngoài cái mục đích để ôn lại phần sắc hy sinh thì chúng ta có dịp để nghe, và từ đó chúng ta lại có thể nắm rõ hơn về các sắc này. Chúng tôi cũng nhận thấy một điều như vậy là trong cái sự giảng giải mà bài học mà do chính Thưa Tọa Từ Siêu biên soạn đó, thì thông thường sự giảng giải của bản thân Thưa Tọa Từ Siêu và các vị giảng sư thì dựa lên trên cái bài chính, đó là môn học Thắng Pháp đã được trình bày như thế nào qua kinh điển. Nếu chúng ta có được một cái dịp để tìm hiểu một số khía cạnh liên quan đến những gì được giảng qua một cái góc nhìn khác, đó là liên hệ đến những vấn đề trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ có một cái lợi lạc khác nữa. Bởi vì ngày xưa chúng tôi học với Ngài Thịnh Sự hay Sư Trưởng đó, thì chúng tôi thấy rằng tất cả các vị thầy dạy Thắng Pháp đều đem rất là nhiều cái thí dụ trong đời sống hàng ngày để giảng dạy hiểu rõ những cái ý nghĩa rất là sâu xa về Thắng Pháp ở trong kinh điển. Và ngày hôm nay chúng ta cũng chỉ tiếp tục làm công việc đó mà thôi. Quý vị thì chúng tôi có soạn 16 câu hỏi cho cái phần sắc hy sinh. Nhưng mà sau khi chúng tôi xem lại thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có đủ thời giờ cho cả 16 câu này. Và đồng thời thì chúng tôi chỉ muốn giữ lại 10 câu cho mỗi một cái phần của sắc hy sinh, tức là mỗi một nhóm sắc như vậy đó. Như vậy thì quý Phật tử có thể dễ dàng để theo dõi nhiều hơn. Và chúng tôi cũng muốn là trong lúc giảng dạy trở lại phần này đó, thì Thưa Tọa Từ Siêu sẽ có ít thời giờ để nghỉ ngơi giữa các câu thảo luận thay vì giảng liên tục. Tại vì thật ra bài ngày hôm nay có thể là sẽ mất rất nhiều thời giờ, cũng có thể là hết giờ chúng ta nữa. Nên chúng tôi nhờ quý Phật tử làm một việc, đó là đọc lại bài mà Thưa Tọa Từ Siêu đã soạn. Thí dụ như là nhóm sắc thanh triệt, thì đọc lại xong thì quý vị hoan hỷ đọc câu thảo luận. Sau khi đọc câu thảo luận xong rồi thì chúng tôi sẽ trở lại để cầm mic để nói thêm một ít về cái tại sao câu hỏi đó được nêu ra, và sau đó chúng tôi sẽ thỉnh Thưa Tọa Từ Siêu để giảng dạy. Thì như vậy Thưa Tọa tương đối là có nhiều thời gian để nghỉ ngơi ở giữa các câu hỏi về câu thảo luận. Và chúng tôi cũng muốn nhắc tất cả quý Phật tử là khi chúng ta học Thắng Pháp, một cái điểm mà chúng ta rất là nên có đó là nghe đi nghe lại. Nghe đi nghe lại không có phải là phí thời giờ đâu, mà chúng ta nghe lại thì chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn và chúng ta có thời giờ để nghi ngẫm hơn. Chúng tôi sợ nhất là khi mà chúng ta học cái gì mà cảm thấy quen thuộc rồi thì học lướt qua, và cái học lướt qua nhiều khi chúng ta không có thời giờ để chiêm nghiệm đầy đủ. Và vì
Vậy những cái dịp mà chúng ta có thể trở lại để nghe, để đọc thì rất là quý. Và quý vị cũng sẽ thấy là Thượng tọa Tiểu Siêu cũng bỏ rất nhiều cái công để soạn cái giáo trình thoát yếu một cái rất là cô động, nhưng mà hết sức cũng rất là cần thiết và lợi lạc cho quý Phật tử nghe lại. Bây giờ thì chúng ta nhờ quý Phật tử khoan hỷ đọc cho cái câu đầu tiên, đọc tới phần thảo luận, đọc phần đó và tới câu thảo luận, thì sau đó chúng ta sẽ trở lại để nói thêm một ít rồi kính thỉnh Thượng tọa Tiểu Siêu. Mời cô lắng nghe quý. Sách thủ lần thay chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã giảng nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần tổng quát bài học thắng pháp ngày hôm nay, thảo luận về sắc y sinh. Tổng quát: sắc y sinh upada giác rupa là những sắc pháp sanh do nương bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió, như các đồ trang sức được làm từ kim loại quý vậy. Sắc y sinh gồm 24 thứ, phân thành 10 nhóm. 1. Sắc thanh triệt 5 thứ. 2. Sắc cảnh giới 4 hoặc 7 thứ. 3. Sắc tính 2 thứ. 4. Sắc tâm cơ 1 thứ. 5. Sắc mạng 1 thứ. 6. Sắc vật thực 1 thứ. 7. Sắc giao giới 1 thứ. 8. Sắc biểu tri 2 thứ. 9. Sắc linh hoạt 3 thứ. 10. Sắc tướng trạng 4 thứ. Thảo luận: có nên phân biệt sắc pháp thuộc sinh vật có sự sống và vật chất thuộc sinh vật? Chúng con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Cảm ơn cô Lâm Tiểu Mỹ. Bạch Thượng tọa Tiểu Siêu, khi mà chúng ta giảng về sắc pháp đó, thì chúng ta thấy rằng có hai cái khuynh hướng rõ rệt đó. Một đó là chúng ta giảng sắc pháp như là cái như là một cái thành phần đối lập với danh pháp. Có nghĩa là sắc pháp là cái gì mà thuộc về vật chất, tức là thân của chúng sanh. Khi mà chúng ta nói thân chúng sanh, chúng ta nói về sinh vật, nói về chúng hữu tình, cái phần thân của chúng hữu tình. Nhưng mà cái khoa học ngày nay thì khi đề cập đến vật chất thì không phải chỉ nói đến cái gì thuộc về thân thể của các sinh vật, mà còn nói về cái hiện tượng vật chất nói chung được. Nói hiện tượng vật chất nói chung, ví dụ chúng ta nói về núi, về sông, chúng ta nói về cây cỏ, chúng ta nói về hành tinh này, hành tinh khác, nói về thiên văn vân vân. Thì tôi nghĩ nói rằng cái trọng tâm của sắc pháp mà giảng trong thắng pháp đó, là nói về thân thể của các sinh vật, tức là sắc pháp ở trong danh sắc, hay là chúng ta nói chung về hiện tượng vật chất, cái nào là cái trọng tâm của sắc pháp? Xin kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, thắng pháp khi nói đến sắc pháp thì nói chung tức là sắc pháp là thuộc hữu mạng nguyên là sinh vật. Còn người sắc cũng có nói đến sắc pháp là vật chất và không thuộc về sinh vật. Tuy nhiên trọng tâm của sắc pháp khi đề cập đến ở đây đó, vì nó có liên quan đến phân loại ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới,
năm quẩn 12 xứ 18 giới. Cho nên khi nói đến năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì thọ tưởng hình thức nó thuộc về danh pháp, và sắc quẩn tức là sắc pháp. Như vậy thì ở trong thân pháp, khi mà đề cập đến ngũ quẩn là nói đến sắc quẩn thuộc về loài hữu tình, tức là loài sinh vật có mạng sống, chứ không có đề cập đến cái sắc pháp ở bên ngoài nhiều. Lý do tại sao ở đây thưa quý vị, như trong Trung Bộ Kinh Đức Phật Ngài đã có dạy rằng, để các tỳ kheo xưa và nay, Như Lai chỉ trình bày về sự khổ và sự diệt khổ. Cái điểm cần phải giải quyết ở đây tức là cái sự khổ hay là cái sự sanh tử luân hồi, để giải thoát khổ cái đó. Đức Phật Ngài thuyết pháp không phải như là một nhà tư tưởng học hay là một nhà khoa học, mà đề cập đến cái sự cấu tạo của cây cỏ, đất nước, sông núi, Ngài không có đề cập đến chỗ đó. Vì rằng cái sự khổ của chúng sanh đó, nó xuất phát từ nơi thân ngũ quẩn. Vì có thân ngũ quẩn cho nên mới có sự khổ đau. Và do vậy khi mà Đức Phật Ngài đề cập đến sắc pháp, là Ngài đặt trọng tâm ở chỗ là nói đến sắc quẩn hay sắc thủ quẩn. Hơn nữa, ở trong sắc pháp được trình bày sắc do nghiệp tạo, kamaccha rupa, thì sắc do nghiệp tạo đó hay gọi là sắc nghiệp, thì sắc này hoàn toàn thuộc về sinh vật, bởi vì chúng sanh mới tạo nghiệp, nghiệp nó mới tạo ra sắc quẩn. Loại sắc thứ hai đó là đề cập đến sắc do tâm làm sở sanh, citta samuthana arupa, hay gọi theo chú giải là citta cha arupa, là sắc tâm, sắc do tâm sanh. Thì cái loại vô tri giác, cái loại vô tri giác như là cây cỏ, đất đá, sông biển,
cái loài vô tri giác thì không thể không có sắc tâm được, bởi chỉ có loài tình mới có tâm và tạo tâm đó tạo ra sắc. Cho nên sắc tâm được đề cập đến trong sắc pháp thì sắc đó cũng để chỉ cho cái loài hữu tình thôi, cái loài hữu bản quyền. Rồi đề cập đến sắc nhất thiết, nếu mà sắc nhất thiết do sắc nghiệp tạo thì cũng là sắc pháp loài hữu tình, sắc nguyên tiếp là do sắc tâm tạo cũng là sắc pháp loài hữu tình. Chỉ có sắc nguyên tiếp tức là cái trạng thái nóng lạnh làm cho sanh sôi nảy nở sắc tứ đại đó, thì sắc nguyên tiết đó mới thuộc về vừa là loài hữu tình mà vừa là cái loài vô tình, sinh vật và phi sinh vật. Ở sắc vật thực thì ở đây phần lớn nói đến bọn sắc vật thực đó, thì sắc đó cũng là sắc của loài hữu tình, thì có cái sự nhai ăn, nuốt ăn, và nó tạo ra cái chất ô chát, tức là dưỡng tố. Và chúng ta nghĩ rằng là đối với cây cỏ nó cũng có bộ rễ để mà nó hấp thụ những cái chất ở trong đất, chất nước ở trong đất, rồi cái chất bổ ở trong đất mà người ta gọi là chất đạm đó, để mà nó phát triển tốt. Thì như vậy, nếu mà kể về sắc bọn Kalapa Arupa, bọn bắc thuần tức là đất nước lửa gió, màu mùi vị và dưỡng tố, tám cái sắc bất ly đó, thì cái bọn đó gọi là bọn sutta kattha rupa là bọn bắc thuần. Thì cái bọn bắc thuần này mà thuộc về sắc quý tiết thì nó vừa là sắc của loài mạng quyền, loài hữu mạng quyền và của loài vô mạng quyền, nó cả hai. Còn cái sắc ô chá, sắc vật thực ở trong tấm sắc bất ly thì ở đâu có cái bọn bắc thuần thì ở đó có ô chán, thì cũng xem như là có cái loại chất bổ để nuôi. Nhưng mà cái cách cái sắc vật thực của sắc vô bản quyền của cái bọn của chúng, của cái loài vô bản quyền như là thảo mộc thì chẳng hạn, thì cái sắc vật thực của chúng ta nói là nói như vậy thôi, chứ không có nghĩa là nó có cái sự nhai ăn, đúng không? Mặc dù ở trên thế giới này, trên thế gian này có những cái loài thực vật
mà nó bắt mồi, thí dụ như có những cái bông hoa nó nở ra nó có cái hình dạng là cái loa kèn, và khi mà những con ruồi mà nó tò mò mà nó đi vào trong đó để con mồi ruồi hay là những con ong chẳng hạn, nó rơi vào trong đó để nó hút mật đó, thì lúc nó thu lại và nó nhốt con mồi đó, nó tiêu hóa con mồi đó. Thì các nhà khoa học khi họ tìm hiểu và họ phát hiện, họ nói rằng đó cũng như là thức ăn cho cái loài hoa đó. Nói là nói theo cái cách vậy chứ khi mà chúng ta ăn uống nhai nếm đi đứng đằng ngồi, cái này thuộc về sắc tâm, do tâm tạo. Còn cái kia chẳng qua chỉ là những cái hiện tượng phản ứng của vật chất mà thôi. Thì không phải cái gì khoa học họ nói, những người họ nghiên cứu họ nói cũng đều đúng cả. Chúng tôi không biết về cái vật chất họ nghiên cứu nói như thế nào đúng hay sai, mình không có xác chứng được vì mình không có lĩnh vực đó. Nhưng mà bằng chứng khi mà những cái nhà nghiên cứu ở trên thế giới khi họ nghiên cứu về tôn giáo, họ nghiên cứu về Phật giáo, họ trình bày về giáo lý, nó rất là hời hợt, nó rất là hời hợt. Trừ ra những nhà nghiên cứu đó là những cái thành viên mà thuộc trong hội Bali Test Society, họ nghiên cứu về Tam Tạng Kinh Điển, thì họ nói họ dựa trên sơ giải Athakatha, thì họ trình bày nó có vẻ chính xác một chút, chính xác như kinh điển một chút. Còn phần lớn những nhà nghiên cứu khác khi họ nói thì họ đều nói sai cả. Cho nên chính vì chỗ đó, khi mà họ nghiên cứu, những nhà khoa học nghiên cứu về sắc pháp mà họ mô tả cho mình nghe những cái sắc pháp, những cái vật chất mà nó thuộc về thực vật chẳng hạn, thì trong trường hợp đó thì chúng ta nếu nói theo tâm pháp thì nó chỉ đó, nó chỉ là một phần thôi, một phần nhỏ thôi, vì nó thuộc liên quan đến cái sắc otucharupat, tức là cái sắc quý tiết. Chỉ nhiều đó, bởi ở trong sắc quý tiết nó cũng có 8 sắc bất ly thưa quý vị. Như vậy thì nói tóm lại là sắc pháp khi nói theo thắng pháp thì vì để làm sáng tỏ vấn đề cái gì chịu bị tâm tướng vô thường khổ não vô ngã chi phối, đem đến cái sự khổ đau cho kiếp nhân sinh, trên Đức Phật ngài mới trình bày về về sắc pháp. Thì sắc pháp ở đây là chủ yếu là trình bày về sắc của cái loài hữu mạng quyền,
Satchivitindriya, tức là chúng sanh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận trong cái phần tổng quát của sắc y sinh là như vậy. Bây giờ xin mời Phật tử MC tiếp tục đọc cho cái nhóm 2, nhóm 1. Nhóm 1 là sắc thanh trì, Pasada Rupa. Xin mời cô Tình Hạnh. Nhà sa thống lãnh thai con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Nhóm 1, sắc thanh triệt Pasada Rupa, hay còn gọi là sắc thần kinh, là những sắc tinh túy của bốn đại thu bắt ngoại cảnh. Đây là những giác quan của loài sinh vật có năm thứ sắc thanh triệt. Nhãn thanh triệt hay thần kinh nhãn, chất khu Pasada, chính là nhãn giác quan, thị giác, nhãn vật, trú căn của nhãn thức, cơ quan mắt cảnh sắc, có đặc tính là tính chất tứ đại, nhạy cảm với cảnh sắc. Rupa Vikhata Raha Phuta Pasada Lakkhanang, có chức năng là thu bắt cảnh sắc. Rubesu Avinchanarasan, có biểu hiện là thành chủ nương cho nhãn thức. Chakhu Vinyanasa Atharapha Vapachubatthanang, có nhân gần là sắc tính, có nhân gần là sắc tứ đại từ nhân duyên thích thấy. Atthukamata nidanakammachap mapputtapatthanam badatthanam, nhĩ thanh triệt hay thần kinh nhĩ sotapassada, chính là nhĩ giác quan, thính giác, nhĩ vật, trú căn của nhĩ thức, cơ quan bắt cảnh thinh, có đặc tính là tính chất tứ đại, nhạy cảm với âm thanh. Sada Phikhata Raha Phutap Pasa Dalakhanang, có chức năng là thu bắt cảnh thinh. Sade Su Avinchanarasan, có biểu hiện là thành chủ nương cho nhĩ thức. Sota Vinyanasa Atharapha Vapachubatthanang, có biểu hiện thành chủ nương cho nhĩ thức. Sota Vinyanasa Atharanha Vapachubatthanang, có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích nghe. Sotuka mata nidanakamma chaputapatthanam, tỷ thanh triệt hay thần kinh thỉ. Khana pasada, chính là tỷ giác quan, khứu giác, tỷ vật, trú căn của tỷ thức, cơ quan bất cảnh khí, có đặc tính là tính chất tứ đại, nhạy cảm với mùi hơi. Gantha Phikhata Raha Phutap Pasadalakhanang, có chức năng là thu bắt cảnh khí. Ganthe Su Avinchanarasang, có biểu hiện là thành chỗ nương cho tỷ thức. Khana Vinyanasa Atharapha Vapachubatthanang, có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích ngửi. Khajituka mata nidanakam machaphuta barathanam, thiệt thanh triệt hay thần kinh thiệt. Chiwaha basada, chính là thiệt giác quan, vị giác, thiệt vật, trú căn của thiệt thức, cơ quan bắt cảnh vị, có đặc tính là tính chất tứ đại, nhạy cảm với vị, nhạy cảm với vị chất. Rasa Phikhata Raha Phutap Pasa Dalakhanang, có chức năng thu bắt vị. Rasesu Avinchanarasan, có biểu hiện là chủ nương cho thiệt thức. Chiwaha Vinyanasa Atharapha Vapachubatthanang, có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên tích nếm. Sajituka Matanida Nakamacha Phuta Parathanang, thân thanh triệt hay thần kinh thân. Kaya Pasada, chính là thân giác quan, xúc giác, thân vật, trú căn của thân thức, cơ quan bắt cảnh xúc,
có đặc tính là tính chất tứ đại, nhạy cảm với sự xúc chạm. Phottapa, Phikhata, Rahaphutapassa, Đá Lắc Khá Năng có chức năng là thu bắt cảnh xúc. Phottapesu, Avinchanarasang có biểu hiện là thành chủ nương cho thân thức. Kaya Vinyanasa, Atharapha, Vabachupathanang có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại từ nhân duyên thích đụng. Phú Sĩ Tuka Mata Nida Nakam Machaputa Parathanang thảo luận chữ thanh triệt mang nghĩa là trong suốt, để dịch chữ Basada chữ thần kinh có nên được dùng để sáng nghĩa hơn chăng? Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh. Dạ, con xin sám hối, con không biết những con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng à. Xin vâng, cảm ơn cô Tình Hình. Bạch thưa thật sự, khi còn chúng ta còn nhỏ đó, thì qua thường thật sự ngày dùng cái chữ sắc thần kinh. À, chúng ta biết là chữ Pasada đó. Nếu mà chúng ta dịch sắc nghĩa nguyên nghĩa như Hòa Thượng Minh Châu dịch là tỉnh sắc, ở đây Hòa Thượng thật sự dịch là sắc, Hòa Thượng cũng dịch là sắc thanh triệt. Thanh triệt ở trong chữ thanh triệt là trong suốt. Thật ra thì trong tiếng Việt chúng ta ít có ai dùng chữ thanh triệt lắm. Yeah, mặc dù trong chữ Hán, Hán Việt thì có chữ thanh triệt là trong suốt. Thì chúng ta lấy ví dụ như là thần kinh thân chẳng hạn, nó không nhất thiết là mang cái dạng nào đó rất là đặc biệt. Thì chúng tôi có nghĩ rằng chúng ta trong cái dịch về thắng pháp nói chung và sắc pháp nói riêng, thì chúng ta có nên dùng cái nghĩa đó, dùng cái nghĩa tổng quát thay vì chúng ta dùng cái dịch thẳng cái nghĩa của từ vựng không? Như trong trường hợp này, nếu một người nào đó mà họ xa lạ họ đọc chữ thanh triệt thì nghĩa hơi lạ một chút. Thì ở đây nó chỉ là vấn đề chữ nghĩa thôi. Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa tu sĩ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đúng cái từ Pasada tức là nói về Pasada Rupa là cái thức trong ngần. Cho nên Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài mới dịch là thanh triệt. Nhưng mà sau đó thì Ngài vẫn phải, Ngài có dùng cái từ gọi là sắc thần kinh để giảng giải, để mô tả cho dễ hiểu. Mỗi cái tiếng đó đó, tiếng gọi là thần kinh, cái chữ này không có dịch đúng cái từ Pasada. Nhưng mà nói như vậy thì cho người ta hiểu, người ta có cái sự mường tượng thật ra. Thế thì nếu mà xài trong y học á, thì cái tiếng thần kinh đó là nó có rất nhiều thần kinh trong thân của chúng ta. Cái hệ thần kinh ở trong thân của chúng ta đó không có thể thấy được, không có thể mô tả được một cách rõ ràng nữa. Thì chữ nghĩa bất định nghĩa, khi mà chúng ta dùng cái chữ Pasada Rupa, nếu mà chúng ta nói cái sắc
thanh triệt hay là tịnh sắc, thì chỉ xài dịch cho cái chữ Pasada Rupa thôi. Nhưng mà người ta sẽ không hiểu cái đó là muốn nói cái gì, thành ra mới mượn cái từ gọi là thần kinh để mà xài. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Vì nó là tục đế, chế định. Cái từ ngữ là chế định, nói sao chúng ta hiểu được rồi. Cho nên không sao cả. Mà sanh trừng đó, thì chúng ta gọi là nhóm sắc thần kinh đó. Người ta dễ hiểu hơn là cái sắc thanh triệt. Mà cái sắc thanh triệt khi mà giảng giải thì chúng tôi không có xài cái chữ trong ngần, mà chúng tôi là cái tinh túy hay là tinh chất của tứ, của bốn đại. Tinh chất cái chữ tinh đó nó đã hàm ý là chữ Pasada rồi. Bởi vì tứ đại mà nếu mà tứ đại mà thô thì trong trường hợp này là nó không có bắt được tính sắc thân khí thủy xúc đâu, phải là cái tinh chất. Hãy tinh chất đương nhiên chúng ta phải hiểu đó là cái chất tinh khiết hay là cái chất trong ngần của bốn đại. Thì bây giờ dầu cho chúng ta dùng từ ngữ chúng ta giải thích thế nào, càng giải người ta không hiểu, thì bây giờ mình cứ mượn từ mà nói. Bởi vì ai cũng có học cái môn mà sinh vật học ra, cái cơ thể của người chúng ta là có cái hệ thần kinh, thì nói như vậy là người ta sẽ hiểu liền. Thế cho nên chữ Pasada mượn cái tiếng gọi là sắc thần kinh để chữ thần kinh đó để giải thích cho hiểu. Cái vấn đề này cũng không có gì quan trọng, biết là sao chúng ta hiểu đúng thôi. Còn cái từ mà xài thì cũng xin thưa quý vị là cái chữ thần kinh đó không phải là dịch ngay cái chữ Pasada được, không phải dùng cái tiếng thần kinh để dịch cho chữ Pasada được. Mà chữ Pasada là một tinh chất. Cái sự chữ thần kinh chỉ mới có dùng ở trong cái giáo dục khoa học bây giờ, khi mà người ta nghiên cứu về cái cơ thể của con người, cơ thể con người của nói chung là cơ thể của các động vật, thì người ta mới nói đến cái hệ thần kinh. Thì ở đây đó, chúng ta cũng biết rằng là từ xa xưa khi mà xài cái chữ Pasada thì chỉ nói là Pasada Rupa, rồi mãi đến sau này khi mà có nó nhắc đến cái thần kinh trong thân thể con người chúng ta, có thần kinh thị giác, thần kinh thính giác hay là cái thần kinh khứu giác vân vân, thì nó cũng đề cập đến vấn đề nó hơi mang máng, nó hơi tương tự với cái Pasada Rupa mà được nói đến trong thắng pháp, cho nên mượn mà xài như vậy. Ở đây chữ Pasada Rupa chúng ta dịch là sắc thanh triệt hay là tỉnh sắc thì nó đúng, còn tỉnh sắc căng đó, thêm chữ căng vô là càng sai nữa, càng xa nữa, xa lắm thưa quý vị. Cho nên một là chúng ta xài
sắc thân triệt, hay để chúng ta xài chữ tỉnh sắc để chúng ta dịch cho cái chữ Pasada Rupa. Còn khi mà chúng ta xài sắc thần kinh đó, là chúng ta dùng cái nghĩa từ để chúng ta giải thích cho chữ Pasada Rupa. Còn thêm chữ căn vô trong là cái chữ đó không biết dịch được từ chữ nào ở trong Pasada Rupa. Cho nên ở đây quý vị cẩn thận, đừng có nghĩ rằng là chúng ta xài nhiều từ thêm thắt đi vào để cho nó chính xác. Không phải, cái chữ đó nó xài không được cái chỗ này. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong cái câu thảo luận của nhóm một như vậy. Bây giờ thì xin mời cô Tịnh Hạnh đọc cho cái nhóm hai. Nhóm 2 sắc cảnh giới Gochara Rupa hay Visaya Rupa. Gochara nghĩa là nghĩa đen là cánh đồng cỏ nơi mà trâu bò lui tới. Gavo Charanti Tí Gocharan nghĩa bóng là cảnh giới, phạm vi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc. Gochara và Visaya có nghĩa là giống nhau và điều chỉ cho Aramana cảnh. Sắc cảnh giới có 5 thứ, trong đó 4 cảnh thuộc sắc y sinh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc thuộc sắc đại hiển. Cảnh sắc Rupa-ramana là các hình thể màu sắc, mắt thấy được, bị nhãn thức biết, có đặc tính là đối chiếu với thần kinh nhãn. Chất khú bát tí, hana lắc khả năng, có chức năng làm đối tượng cho nhận thức. Chất khú nguyên nhà nát sáng quý xá giá pha quá rát xăng có biểu hiện là thành cảnh của tam máy. Tát xê quá gô chá rá bách chúc bách tha năng có nhân gần là 4 đại hiển. Chất tú ma ha phu tá bá đách tha năng. Cảnh thinh sát đa râm ma ná là các tiếng âm thanh mà tai nghe được, bị nhĩ thức biết, có đặc tính là đối chiếu với thần kinh nhĩ. Sô tá bá tí há ná lắc khả năng có chức năng làm đối tượng cho nhận thức. Sô tá nguyên nhà ná xá ví xá giá pha quá rá xăng có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy. Tách xê quá gô chá rá bắt chức bắt tha năng có nhân gần là 4 đại hiển. Chá tú má ha phu tá bát đát tha năng cảnh khí ganh tha ma ná là các hơi mùi mà mũi ngửi được bị tỷ thứ biết có đặc tính là đối chiếu với thần kinh tỷ. Kha ná bát tí há ná lắc khả năng có chức năng làm đối tượng cho tỷ thức. Kha ná nguyên nhà ná xá nguy xá giá pha quá rát xăng có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy. Tát xê quá gô chá rá, bách chúc bách tha năng, có nhân gần là 4 đại hiển. Chất trú má ha, phu tá bá đáp tha năng. Cảnh vị, rát xa râm má ná là các vị mặn, ngọt, vân vân mà lưỡi nếm được, bị thiệt thức biết, có đặc tính là đối chiếu với thần kinh thiệt. Chi quá ha, bách tí ha ná lắc khả năng, có chức năng làm đối tượng cho thiệt thức. Chi quá hà quyền nha nát xá viết xá giá pha quá rá xăng có biểu hiện là thành cảnh của tam ấy. Tát xê quá vô chá rá bắt chức bắt tha năng có nhân gần là 4 đại hiển. Chất túng má ha phu tá bá đắc tha năng. Cảnh xúc phốt tháp ba râm má ná thuộc ba sắc đại hiển: đất tính cứng hay mềm, lửa tính nóng hay lạnh, gió tính căng hay dùng. Trạng thái cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, dùng mà thân chạm được, bị thân thức biết, có đặc tính là đối chiếu với thần kinh thân. Ca giá bát tí, há ná lắc khả năng, có chức năng làm đối tượng cho thân thức.
Kaya Vinyanasa Visayapha Warasang có biểu hiện là thành cảnh của tâm ấy. Tassewa Bachup Badathan Tassewa Bachup Badathanang có nhân gần là bốn đại hiển. Chattumaha Phuta Badathanang nếu kể 24 sắc y sinh thì sắc cảnh giới chỉ có bốn, không kể cảnh xúc, vì cảnh xúc là ba trong bốn sắc đại hiện đã được liệt kê rồi. Ở đây chỉ nói ra cho đủ năm đối tượng giác quan. Thảo luận, ánh sáng là hiện tượng vật chất được nói nhiều trong môn vật lý ngày nay, như trong môn quang học. Thắng Pháp nói gì về sáng? Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh từ tòa giác đẳng. Tôi mới cua tình hình Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Ngày nay như chúng ta biết rằng quang học là một cái môn học tương đối rằng rất là lớn, rất là quan trọng khi mà chúng ta nói về vật lý. Ở trong Thắng Pháp thì chỉ thấy có một chỗ mà đặc biệt đề cập đến ánh sáng, đó là những cái yếu tố bắt cảnh cho tâm nhận thức. Nhận thức, ví dụ cần có cảnh sắc, có ánh sáng, có nhận căn, có sự chú ý, v.v. Mà thưa tôi từ siêu, ánh sáng đó là cảnh sắc, hay là nó là một cái đơn thuần chỉ là yếu tố để thấy cảnh sắc? Và dựa trên cái hiểu của chúng ta về Thắng Pháp thì ánh sáng được đề cập như thế nào ở trong Thắng Pháp cái trình thưa tôi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ánh sáng được đề cập đến trong Thắng Pháp chúng ta chỉ nghe cho nó là sắc cảnh sắc, bởi vì khi mà một người bị đau mắt, bị mù, sau khi chữa trị hết rồi đó thì gọi là lấy lại ánh sáng. Thì như vậy chữ ánh sáng ở đây đó, nói theo Thắng Pháp thì nó có hai nghĩa. Trước hết, ánh sáng là sắc cảnh sắc, là một trong 28 sắc pháp, nó thuộc sắc cảnh sắc, hay nói cách khác là nó thuộc về sannidhasana sampatika dhamma, tức là hữu kiến hữu đối chiếu. Và chỉ có mắt mới thấy được ánh sáng, chứ lỗ tai không có thấy được ánh sáng, hay mũi không có ngửi được ánh sáng, lưỡi không có nếm được ánh sáng, xúc không có chạm được ánh sáng, mà mắt thấy được ánh sáng, cho nên là sắc cảnh sắc. Còn cái trường hợp mà chúng ta nói về điều kiện để phát sinh lên nhận thức á, thì ở đây như là chúng ta nói có sắc thần kinh nhãn, có cảnh sắc, có ánh sáng, là có cái sự tác ý hay là có sự chú ý, thì bốn điều kiện để phát sinh nhận thức thì
ánh sáng lại là một điều kiện để làm cho cảnh sắc khác được hiện bày rõ rệt. Thì ở đây chúng ta nên hiểu hay cách đó chứ vậy. Cái thời gian còn ít, chúng ta hôm nay cố gắng làm sao để chúng ta cho xong 11 câu thảo luận này, một câu thảo luận cho phần tổng quát và 10 câu thảo luận cho 10 nhóm sắc hay sinh. Bây giờ chúng ta mới có học cái nhóm thứ hai này, xin mời cô Tịnh Hạnh tiếp tục đọc cho cái nhóm thứ ba. Nhưng mà bây giờ như thế này, xin đề nghị để cho nhanh đó, các vị MC chúng ta khỏi cần đọc Pali, khỏi cần đọc Pali cho bốn cái ý nghĩa của mỗi sắc. Vì chúng ta đọc Pali thì chúng ta đọc tiếng Việt thôi, khỏi đọc Pali để cho nó mau chút xíu. Bây giờ chắc hình như là cô Nhật Quỳnh, tới phiên cô Nhật Quỳnh đọc rồi. Xin mời cô. Dạ, con xin đọc nhóm 3. Sắc tính là thứ sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nam nữ, đực cái, trống mái, phân biệt theo bốn khía cạnh. Là linh giá, căn tức là bộ phận sinh dục, tướng tức là hình dạng tiêu biểu, nết tức là tánh, thói cư xử, hành vi tức là cách sinh hoạt. Sắc tính có hai thứ, nữ quyền và nam quyền. Sắc nữ quyền là sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nữ, giống cái, giống mái. Sắc nữ quyền có đặc tính là trạng thái nữ, có chức năng là biểu thị nữ tính, có biểu hiện là thành nhân tố cho căn nữ, tướng nữ, hành vi nữ. Có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại. Sắc nam quyền là sắc nghiệp biểu hiện giới tính của nam, giống đực. Sắc nam quyền có đặc tính là trạng thái nam, có chức năng là biểu thị nam tính, có biểu hiện là thành nhân tố cho căn nam, tướng nam, nết nam, hành vi nam. Có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại. Thảo luận. Có chăng trường hợp cả hai sắc giới tính cùng hiện hữu ở một người? Nam Mô Bích Thai Giá Con Cung Thỉnh Thường Tọa Giác Tặng Từ Bi Cầm Bích Đạt Con Kính Nhân Bích Đánh Sư. Cảm ơn cô Diệp Quỳnh. Mà thưa tôi từ xưa, khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy rằng có sự phân biệt rõ ràng. Nhưng mà ở trong thực tế, trong đời sống thì theo Thư Tọa, có thể nào mà ở trong một người mà vừa có sắc nam tính và sắc nữ tính không? Tại ngày hôm nay chúng ta gặp nhiều trường hợp nó hơi pha trộn đó. Đó, xin thỉnh ý kiến Thư Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra vấn đề này chúng tôi cũng không có để tâm nghiên cứu, cho nên chúng tôi cũng không có rõ biết là nó khác như thế nào. Nhưng ở đây
trong thắng pháp khi mà đề cập đến hai cái sắc giới tính, thì khi đề cập đến mỗi một người chỉ có tám bộ sắc nghiệp, tức là năm sắc, năm bộ bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nam tính hoặc là bọn nữ tính, rồi bọn ý vật, bọn mạng quyền, chỉ có chính bọn sắc nghiệp đó thôi. Chính bọn sắc nghiệp mà chúng ta, mỗi một người chúng ta chỉ có tám bọn sắc nghiệp. Thế thì trong mỗi một cái con người trong cõi dục giới thì đa phần, phần lớn là chúng ta có mỗi một bọn sắc giới tính thôi, chứ không thể có hai bọn sắc giới tính. Nếu có thì có trường hợp này, tức là có lúc á, thì họ biểu hiện cái giới tính nam, có lúc á, thì họ biểu hiện giới tính nữ. Ở trong kinh cũng có nhắc đến cái trường hợp Công Tử Suriya, vì khởi lên tà tâm, xúc phạm đến bậc Thánh A-la-hán là Ngài Mahakacchana, cho nên Công Tử Suriya đã biến đổi giới tính từ nam tính mà biến thành nữ tính, rồi xấu hổ quá phải trốn qua xứ Takasila, vẫn có chồng có con. Sau đó nhờ có dịp người bạn hướng dẫn gặp đến ý kiến Ngài Kachana, Ngài Mahakachana, để xin sám hối, để phát lộ cái lỗi lầm của mình. Và sau khi phát lộ cái lỗi lầm đó rồi thì tiểu thơ Suriya đã trở lại cái giới tính lúc ban đầu, tức là nam tính. Và vì ấy chán nản đi xuất gia, sau này cũng chứng A-la-hán, thưa quý vị, làm việc thì theo cũng chứng A-la-hán. Thì ở trong trường hợp này, cái tình trạng gọi là biến đổi giới tính nó cũng đã có từ xưa, chứ không phải chỉ có mới đây. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu là hai giới tính không thể đồng lúc có mặt trong một thân của con người, nhưng mà có thể là cũng cùng một người, nhưng mà khi biến đổi giới tính này có khi biến đổi giới tính khác, là do cái ác nghiệp của người đó, do ác nghiệp của người đó phải chịu hậu quả. Và chỉ có như vậy thôi. Bây giờ thì đến cái nhóm 4, xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho cái phần này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin được phép đọc nhóm 4. Sắc tâm cơ là sắc y vật, mặc dù chữ Hadaya nghĩa là tự điển, là trái tim, tâm cơ,
và Hadayaruba dịch là sắc trái tim, sắc tâm cơ, nhưng chữ Hadaya còn có nghĩa là khác là tâm, như trong bộ Dhammasangani dùng loại từ để giải thích tâm. Cái gì là tâm? Ý, tư tưởng, tâm tạng, tập tịnh, vân vân. Có trong khi ấy, đây gọi là tâm. Ý vật chỉ là cơ sở vật lý cho tâm trú, cho tâm trú sanh, trú căn của ý giới và ý thức giới, cũng như nhãn vật là trú căn của nhãn thức giới, vân vân. Lại nữa, trong bộ Patthana thì trình bày sáu trú căn trợ cho bảy tam giới bằng vật tiền sanh duyên đến trú căn thứ sáu, Đức Phật không nói là trái tim mà Ngài chỉ nói ý giới và ý thức giới sinh diễn nương nhau, nương vào sắc nào thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. Do đó chữ há đá, các quách thú, y vật là cho rằng sắc trái tim. Có lẽ dựa theo cổ thư Upanishad thời xưa và có chỗ cho là não bộ, chỉ đó là ý kiến của các nhà khoa học hiện tại. Sắc ý vật có đặc tính là chỗ nương của ý giới và ý thức giới, có chức năng là làm điểm tựa cho hai tâm giới ấy, có biểu hiện là thành căn cứ, có nhân gần là sắc nghiệp tứ đại. Thảo luận, chữ há đá giá trong phạm ngữ có phải luôn luôn là trái tim? Sắc ý vật có thực sự cần thiết làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới? Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân minh đến thượng tọa giác đẳng. Cảm ơn quý vị Quỳnh. Mà thưa tôi từ siêu cái việc ngôn ngữ đó thì chữ há đá giá chúng ta biết là nghĩa đen là trái tim, nhưng mà nó có nhất thiết là luôn luôn há đá giá chỉ trái tim không? Và thì tôi cố gắng giải thích là có những chúng sanh như thượng tọa có đề cập đến là không có trái tim, còn có những chúng sanh nên nó không có trái tim về những vật lý đó, và có những chúng sanh ở cõi vô sắc, không có sắc nhưng mà vẫn có tâm. Thì như vậy trong cái nhìn của Thắng Pháp đó, thì ý giới và ý thức giới có cần thiết phải có sắc ý vật không, hay là có thì cũng được, không có cũng không có vấn đề gì? Xin kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước hết thì chúng ta nói về cái chữ Hadaya. Như trong Tóc Yếu ở Thị Đàm, chúng tôi có đề cập đến cái chỗ này. Là cái chữ Hadaya trong cái nghĩa thưởng thức, cái nghĩa có nghĩa là trái tim. Hay gọi là tâm cơ. Cái chữ tâm ở đây đó là trái tim, chúng ta gọi tâm vật lý. Còn cái chữ hát đá giá nó còn có nghĩa khác là tâm, nhưng mà tâm đó thì nó thuộc về tâm lý chứ không phải vật lý. Chữ tâm mà tâm vật lý thì có nghĩa trái tim hát đá giá. Còn về tâm lý thì cái chữ tâm ở đây như trong bộ Thoa Sang Hinh Đi, Đức Phật đã dùng một loạt từ để giải thích chữ tâm. Yang tasmin samaye cittang mano mana sang hadayang padarang, vân vân, cittang bồ thí. Cái gì là tâm? Ý, tư tưởng, tâm tạng. Ở đây chúng ta xài chữ tâm tạng là chữ hadayang. Tâm tạng và tịnh
bên ra đông có trong khi ấy, đây gọi là tâm. Thì như vậy trong trường hợp này là nếu như mà cái chữ hai đây quá thú, chữ quá thú đây là sắc, sắc Phật, sắc Phật để cho tâm nó nương. Sắc Phật để cho tâm nó đường sanh, ý giới, ý thức giới đường sanh. Thì cái chữ hát đa giá đó chúng ta xài, xài là ý vật. Cũng giống như cái chữ chắc thú, quá thú, nhãn Phật là thú căn của nhãn thức vân vân. Thì ở đây chúng ta xài gì? Cái chữ hát đa giá cho nghĩa vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài không dùng cái thú căn thứ sáu, ngài không dùng cái chữ hay là dấu thú, người ta khiến cho cái người nghe họ sẽ hiểu lầm. Vì có một số loài nó không có trái tim, nó vẫn có tâm thức. Thì cái tâm ý giới, ý thức giới, ý giới ở đây là hai tâm tiếp thu của tâm khai ngũ môn. Còn ý thức giới là 104 tâm, ngoại trừ ngũ sống thức, bảy giới và 4 tâm quả vô sắc. Là những cái tâm này không phải là ý thức giới. Thì 104 tâm còn lại đó thì nó là ý thức giới, ban đầu quỳnh nhà nó thả thú. Khi mà ý giới sanh khởi là chắc chắn phải nương vào ý vật, phải có sắc ý vật làm chỗ trú. Bởi vì ba tâm ý giới nếu không có thì không được, nếu không có thì không được. Một, lộ tâm diễn ra thì nhãn thức, cái sát na nhãn thức nương trú vào nhãn vật, nhĩ thức nương trú vào nhĩ vật, tỷ thức nương trú vào tỷ vật, thiệt thức nương trú vào thiệt vật, thân thức nương trú vào thân vật. Còn lại những cái tâm lộ khác ở trong lộ trình như là hai tâm tiếp thu, tâm khai ngũ môn và tâm ý giới đó chắc chắn là phải nương vào ý vật. Không có sắc ý vật thì không thể nào thành. Ở trên các cái cõi vô sắc thì không có ba tâm ý giới đâu, còn có ba tâm ý giới. Chỉ có cõi sắc giới hữu tưởng, 15 cõi sắc giới hữu tưởng và 11 cõi dục giới mới có ba ý giới, bởi vì có nhãn thức ấy. Có nhãn thức, có nhĩ thức. Còn ở cõi dục giới có thêm tỷ thức, thiệt thức, thân thức nữa. Nhưng mà riêng về ý thức giới đó, thì có những cái ý thức giới mà nhất định phải nương vào ý vật, không thể nào không, không có. Như là hai tâm sân, chắc chắn khi nó sanh khởi là nó phải có trú căn là ý vật, bởi hai tâm sân chỉ xuất hiện trong cõi dục giới thôi, chắc chắn phải có ý vật. Tám tâm đại quả nó chỉ có mặt ở trong 10, trong 7 cõi vô dục giới, cho nên cũng phải có sắc ý vật, nương sắc ý vật nhất định. Mười lăm tâm sắc giới ở đường ý vật nhất định là bởi vì 15 tâm sắc giới đó sanh trong 7 cõi vô dục giới thiện tốt. Còn 15 tâm đó thì chỉ sanh ở trong cái cõi sắc giới hữu tưởng, cho nên đó là cõi ngũ uẩn, nó sanh trong cõi ngũ uẩn thôi. 15 tâm sắc giới chỉ sanh trong cõi ngũ uẩn, cho nên cũng phải
chắc chắn là nương vào sắc y vật không có không được. Còn những cái trường hợp mà như tám tâm tham, hai tâm si, hai tâm đại thiện, tâm đại tốt, hoặc là 12 tâm, tám tâm động lực vô sắc, thì khi nào mà nó hiện khởi trong cái cõi ngũ uẩn, cõi vô ngũ uẩn thì nó có, nó phải nương sắc y vật. Nhưng mà nếu nó hiện khởi ở trong cái cõi vô sắc thì không nương sắc y vật, nó chỉ nương ý môn mà sinh khởi. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nói sắc y vật có cần thiết làm chỗ nương cho ý giới, ý thức giới chăng, thì chúng ta phải phân tích như thế này: sắc y vật thật sự là cần thiết làm chỗ nương cho ý giới, chắc chắn như vậy, thật sự cần thiết. Bởi vì nếu sắc y, nếu không có sắc y vật thì ý giới nó không biết nương sanh ở đâu, bởi vì nó không có xuất hiện trong cái mỗi vô sắc được. Còn về ý thức giới đó, thì như chúng tôi có trình bày với quý vị là sắc y vật rất cần thiết cho những cái ý thức giới như là ý thức giới về sân tâm, ý thức giới về tâm đại quả, hay là ý thức giới về với tâm thì sắc giới, thì những tâm đó nhất định phải nương vào sắc y vật. Còn những cái tâm như ý thức giới tham, ý thức giới si, ý thức giới đại thiện, ý thức giới đại tốt, hay là ý thức giới mà thuộc thiện vô sắc, tốt vô sắc, hay là ý thức giới mà nó thuộc vào tâm siêu thế chẳng hạn, thì nó không cần phải nương ý vật cũng được, nương cũng được. Chúng tôi còn thêm nữa là năm tâm sơ đạo chắc chắn là phải nương nơi sắc y vật. Vì năm tâm sơ đạo không thể nào một vị phạm thiên vô sắc mà từ phạm phu mà đắc được sơ đạo, đắc sơ đạo sơ quả ở dưới các cõi ngũ uẩn rồi đó, thì mới sanh lên cõi đó được, làm một vị tu được quần phạm thiên vô sắc được. Chứ còn nếu như còn phạm phu thì sanh lên đó không có thể đắc được. Cho nên cái tâm sơ đạo cũng chắc chắn là phải có sắc y vật, nương trú vào sắc y vật. Cho nên mới nói rằng là sắc ý giới thật sự cần thiết làm chỗ nương cho ý giới. Những ý thức giới nào chỉ có mặt ở trong cõi ngũ uẩn là nhất định phải nương ý vật. Còn những cái ý thức giới nào mà nó có thể xuất hiện ở trong cõi vô sắc thì những ý thức giới đó là nương sắc ý vật bất định, và ý vật không có lúc không cần thiết để làm trú căn cho những tâm ý thức giới này. Bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục cho cái nhóm thứ năm, cái nhóm thứ năm. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin phép được tập nhóm số 5. Sắc mạng là mạng quyền. Các sắc nghiệp được sống còn là nhờ sắc này. Sắc mạng quyền có đặc tính là bảo trì các sắc nghiệp đồng sanh, có chức năng là làm cho các sắc nghiệp ấy tồn tại, có biểu hiện là giữ lại các sắc nghiệp ấy, có nhân gần là sắc tứ đại cần phải bảo dưỡng. Thảo luận: sắc mạng có được xem là có mặt trong tất cả sự tồn tại của vật chất hay chỉ là thân xác chúng sanh có sự sống? Nam Mô Bụt Thầy, con kính nhân mít đến Thượng Tọa Giác Đẳng.
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Bạch Thế Tôn Thượng Sư, ở trong Thắng Pháp thì có đề cập đến cái sự tồn tại của những cái thành phần gọi là có sắc mạng quyền, có sắc không có mạng quyền. Nhưng mà ở trong thiên nhiên thì chúng ta thấy rằng có những thứ mà nó tồn tại dường như nó cũng có sắc mạng quyền. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính ra thì nó không thuộc về sinh vật. Chúng sanh có thức tánh, ví dụ như là chúng ta nói cây cỏ chẳng hạn. Thì cái chữ mạng quyền ở đây chúng ta có thể nào hiểu rộng hơn hay, hay là chúng ta chỉ hiểu là về cái sự chỉ đặc biệt riêng dành cho chúng sanh có thức tính mà thôi. Xin kính thỉnh Thưa Tòa. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, cái sắc mạng đó là một loại sắc nghiệp kammaccha rupa. Mà hễ là sắc nghiệp thì sắc đó nó chỉ có mặt ở trong thân của loài có cái sự có cái sinh mạng. Cái chữ chiêu với tá hay gọi là chiêu với tin đi giá gọi là mạng quyền, người ta dùng cái từ sắc chiêu với tin đi giá, tức là có loài hữu mạng quyền là để chỉ cho chúng sanh, còn ác chiêu với tin đi giá tức là loài vô mạng quyền đó thì mới chỉ cho các cái loài vô tri giác như là cây cỏ đất đá. Cho nên học Thắng Pháp thì chúng ta phải nhớ một điều là khi nói đến sắc mạng hay sắc mạng quyền đó là chúng ta phải hiểu rằng đây là một loài sắc nghiệp và chỉ có xuất hiện nơi cơ tánh của chúng sanh loài hữu tình mà thôi, chứ loài vô tình không có. Và ở cái cõi Asanya Sattā, cõi vô tưởng đó, cũng gọi là cái loài Sattā, cũng là loài hữu tình, nhưng mà hữu tình vô tưởng. Vì tại sao gọi là hữu tình trong khi cõi này không có tâm? Nhưng thưa quý vị, mặc dù không có tâm nhưng vẫn có sắc mạng quyền, tục sinh bằng sắc mạng quyền. Và cái thân của cái vị Phạm Thiên vô tưởng được duy trì cũng bằng cái sắc mạng quyền. Ở dưới cõi nhân loại chúng ta đó, những bậc A-na-hàm, những bậc A-la-hán, khi các ngài nhập thiền diệt Nirodha Samapatti hoàn toàn không có tâm thức, nhưng mà thân xác của ngài không bị thối rữa. Nó ở trong chú giải giải thích rằng khi mà một cái vị nhập thiền diệt đó, thì cái thân xác không tâm thức, thân xác vô thức, apeto vinyano, thân xác vô thức, nhưng mà nó không giống như là cái xác chết. Vì sao vậy? Vì cái xác chết
là không có tâm thức, mà lúc đó là sắc mạng quyền bị đoạn diệt rồi. Sắc mạng quyền, sắc nghiệp đó, là nó diệt mất đồng thời với tâm tử. Còn cái vị nhập thiền diệt thì mặc dù tâm không sanh nhưng mà sắc mạng quyền vẫn tồn tại, do đó được xem như là vẫn có cái sự sống. Chúng ta cần hiểu rõ vấn đề này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục cho cái nhóm sắc y sinh thứ sáu. Nhóm thứ sáu, xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin đọc nhóm số sáu. Sắc thực vật là dưỡng tố từ đoàn thực. Sắc thực vật có đặc tính là chất bổ, có chức năng là nuôi các sắc, có biểu hiện là thân được trợ lực, có nhân gần là một thân căn dần lực nuôi dưỡng, cần được nuôi dưỡng. Thảo luận: khí oxy được xem là một chất liệu quan trọng của sự sống của các sinh vật trong khoa học ngày nay. Như vậy, oxy có thể được xem là một trong những dưỡng tố căn. Giá công kính nhân mít đến thượng tọa gia cảnh. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Mà thưa thầy, từ xưa khi mà đề cập đến cái dưỡng tố để nuôi dưỡng, để nuôi sự sống thì khoa học có đề cập đến rất nhiều thứ. Ví dụ trong thân chúng ta thì có các sinh tố, có cái chất chất khoáng để nuôi dưỡng, và cũng có một thứ nữa đó là dưỡng khí hay là oxy. Thật ra thì ngày nay người ta nói rằng ở bất cứ nơi nào mà có oxy đó, thì ở đó có sự sống. Dạ. Thì theo thì đó, cái nhìn từ đó là mặc dù ở trong kinh điển chúng ta không nói đến dưỡng khí, nhưng mà đó không phải có thể kể là một chất liệu của dưỡng tố không, hay là chắc chỉ là sự suy diễn của chúng ta thôi. Kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, trong cái nhìn của các nhà khoa học thì người ta chứng minh rằng sinh vật sống một là nhờ dưỡng tố của, hay là sinh tố của các từ các thức ăn, mà cũng nhờ cái dưỡng khí, tức là cái khí oxy. Oxy không phải là một cái loại sắc vật thực, mặc dù đó là cái dưỡng khí để lưu thông máu và để cho cái phổi chúng ta thở. Nếu như không có oxy thì máu chúng ta sẽ tim sẽ ngừng đập, phổi sẽ ngừng thở, hô hấp của chúng ta sẽ ngừng lại hết, và do đó cái bộ tuần hoàn nó sẽ không có chuyển đổi được. Chữ oxy đó, oxy nó chỉ là một chất gió, một cái chất gió gọi là vayu tha túng,
ở trong bốn đại, chứ oxy không phải là vật thực. Mặc dù khoa học người ta dùng cái từ thường thức, người ta nói đó là cái chất dưỡng tố hay là dưỡng khí, nhưng mà theo trong thắng pháp thì oxy nó chỉ là chất gió mà thôi, phong giới, nó chỉ là phong giới. Cái đó đối với cơ thể chúng ta rất quan trọng thưa quý vị, bởi vì cái sự luân chuyển gọi là tuần hoàn máu đó, mà không có oxy thì cái tuần hoàn máu nó sẽ bị đông lại liền, nó sẽ đứng lại liền. Ngay cả ở trong cơ thể chúng ta, những cái thức ăn được đưa vào mà nó có được cái bộ dạ dày của chúng ta mà nó nhồi nặng hay là nó tống ra vân vân, thì cái đó nó đều phải nhờ có cái chất gió, đó là nhờ cái oxy. Hơi thở chúng ta, hơi thở ra, hơi thở vào làm cho cái phổi của chúng ta nó có sự hoạt động, và nó đem nó đem cái trượt khí đẩy ra, và nó đưa cái thanh khí, tức là cái chất gió nó trong lành đi vào ở trong cái thân của chúng ta đó, thì đó là cũng là oxy. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu cái vai trò của oxy, mà đối với thắng pháp thì nó chỉ là cái phong đại, cái chất gió thôi, chứ không phải là một trong những cái dưỡng tố ô chát do từ vật thực, không phải vậy. Nam mô Phật Thầy. Bây giờ xin mời Phương Nhật Quỳnh tiếp tục cho cái phần thứ nhóm thứ bảy. Dạ, con xin được đọc phần nhóm thứ bảy. Sắc giao giới là sắc hư không, hư không giới. Sắc hư không đây có nghĩa là khoảng trống kẽ hở giữa các sắc pháp. Sắc hư không chính là sắc giao giới, vì đặc tính của nó là giới hạn cho mỗi bọn sắc. Hư không giới có chức năng là biểu thị ranh giới của bọn sắc, có biểu hiện là sắc pháp tiếp chấp, có nhân gần là sắc được phân cách. Thảo luận, sắc giao giới nên hiểu là một thứ sắc hay chỉ là khoảng không giữa các đơn vị vật chất. Sự tương quan giữa sắc giao giới và sắc pháp khác có giống khái niệm, hiện tượng và bản chất theo cách nói thường thức. Nam mô Bích Thai Giá Con Kính Nhân Mít Đến Thượng Tọa Giác Đẳng. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thưa vị, câu hỏi này chúng tôi có nêu lên cho Thượng Tọa Từ Siêu vào Chủ Nhật tuần rồi. Nếu quý vị nào muốn nghe lại thì quý vị có thể mở lại. Để đỡ mất thì giờ, cô Nhật Quỳnh có thể đọc tiếp cho phần phần tiếp theo. Dạ, xin cô Nhật Quỳnh đọc cho. Câu thảo luận này chúng ta có thảo luận vào Chủ Nhật tuần rồi, thưa quý vị. Dạ, mời cô Nhật Quỳnh có thể tiếp tục. Dạ, con xin đọc nhóm số 8. Sắc biểu trì là sắc cho tâm sanh, biểu đạt bằng cử chỉ và lời nói, làm cho người khác hiểu ý mình. Sắc biểu trì có hai thứ là thân biểu trì và khẩu biểu trì. Thân biểu trì là sắc biểu đạt cho hiểu bằng cử chỉ thân. Tất cả thân hành có dụng ý hay không dụng ý cũng đều gọi là thân biểu trì. Như cử chỉ gật đầu đồng ý, lắc đầu không đồng ý, vân vân, gọi là thân hành có dụng ý. Ai nghi đi đứng nằm ngồi đánh đồng xa, vân vân, gọi là thân hành không dụng ý. Thân biểu trì có dụng ý là thân hành làm cho người khác hiểu. Thân biểu trì không dụng ý gọi là thân hành được người khác hiểu. Thân biểu trì có đặc tính là làm cho hiểu, có nhiệm vụ là biểu đạt ý tưởng, có biểu hiện là nhân tạo sự chuyển động của thân, có nhân ngần là chất gió do tâm sanh. Khẩu biểu trì là sắc tâm biểu đạt cho hiểu bằng âm thanh miệng. Cũng có hai cách khẩu biểu trì: khẩu hành có dụng ý và khẩu hành không dụng ý. Khẩu hành có dụng ý là lời nói cho người khác hiểu ý mình, như đàm thoại, phát biểu, vân vân, gọi là
biểu tri làm cho hiểu, khẩu hành không dụng ý như đọc, tụng, ca hát, ngân nga vân vân, gọi là biểu tri được người khác hiểu. Khẩu tri cũng có đặc tính là làm cho hiểu, có nhiệm vụ là biểu đạt ý tưởng, có biểu hiện là thân, nhân tạo, khẩu thinh, có nhân gần là chất đất do tâm sanh, thảo luận, cười, khóc, ngáp, ho, nhảy mũi, có thể là thân biểu tri hay khẩu biểu tri. Nam mô Bích Thà Giá, con kính nhân mến đến thượng tọa giám. Cảm ơn cô chị Quỳnh. Thưa quý vị, tối qua khi chúng tôi soạn 16 câu thảo luận nữa, thì thật ra lúc chúng tôi cắt bớt đi thì chúng tôi lại bắt cắt bớt cái câu quan trọng, và cái câu này không phải là câu chúng tôi muốn hỏi. Muốn hỏi thì thật sự ở đây là sự biểu thi để mà truyền đạt của chúng ta đó, là nó thuộc về chế định, nó thuộc về thi thiết hay là thuộc về chân đế. Ở đây khi mà chúng ta nói thân biểu thi, khẩu biểu thi, rõ ràng chúng ta nói pháp chân đế, nhưng mà ở trong sự biểu hiện có đôi khi nó lại là mang cái cách văn hóa. Thí dụ như cái lắc đầu và cái gật đầu thì người Ấn Độ nó khác với chúng ta. Người Ấn Độ lắc đầu đồng ý và gật đầu là không đồng ý. Thì cái gọi là cái biểu hiện của khẩu theo cái sắc pháp, ở đây dĩ nhiên là sắc pháp thuộc về chân đế rồi. Nhưng mà cái sự biểu hiện về thân và khẩu mà nó mang cái cách là văn hóa đó, thì có được tính ở đây không? Xin kính thỉnh thượng tọa Quan Thị giải thích điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta lại có cái câu hỏi khác chứ không có sử dụng lại cái câu thảo luận ở trong bài bài soạn. Trong phần này thì thượng tọa giác đẳng hỏi về cái vấn đề khẩu biểu tri mà theo cái văn hóa từng quốc độ, như là cái lực gật đầu với cái lắc đầu. Có những cái quốc độ gật đầu là không đồng ý, lắc đầu mới là đồng ý. Còn như ở những quốc độ như Việt Nam chúng ta thì hay gật đầu là đồng ý mà lắc đầu là không đồng ý. Hoặc là có những cái cử chỉ, những cái lời nói như ở ngoài miền Bắc, người ta gặp một người khốn khổ đáng thương thì người ta nói khốn nạn cho thằng bé. Cái đó là người ta thương cảm mà người ta nói như vậy. Nhưng mà ở trong miền Nam đó, cái tiếng khốn nạn là cái tiếng chửi đó. Cái khẩu biểu tri mỗi văn hóa nó khác nhau. Thì ở đây đó, dùng cho sự biểu tỏ của khẩu và thân do văn hóa của quốc độ hay của địa phương có khác nhau như thế nào đi nữa, thì cái chuyện mà khác nhau đó do cái văn hóa định đặt đó, cái đó là tục đế. Nhưng mà thân biểu tri và khẩu biểu tri nó thuộc về cái pháp chân đế. Chúng tôi thí dụ bây giờ
chúng ta đi đến cái xứ này, sau khi chúng ta biết được cái xứ này hãy đồng ý là gật đầu, mà không đồng ý là lắc đầu, thì chúng ta đến xứ này chúng ta dùng cái thân biểu tri là hãy khi nào mà chúng ta đồng ý cái chuyện người ta nói thì chúng ta gật đầu, và chúng ta không đồng ý thì chúng ta lắc đầu. Cái đó cũng gọi là thân biểu tri, là sắc chân đế. Rồi chúng ta qua đến xứ khác, chúng ta tìm hiểu văn hóa người ta chế định ở đó, hãy mà gật đầu là không đồng ý mà lắc đầu là đồng ý, thì chúng ta lại áp dụng. Khi mà chúng ta không đồng ý việc gì thì chúng ta gật đầu, mà khi mà chúng ta đồng ý thì chúng ta lắc đầu làm theo người ta. Ai sao mình làm vậy? Thì thưa quý vị, dù cho nó nói lên cái ý nghĩa trái ngược với nhau, nó biểu thị cái ý nghĩa trái ngược với nhau, nhưng mà cái đó cũng là cử chỉ của thân, thì đó là thân biểu tri, nó thuộc pháp chân đế. Cho nên cái chuyện mà thân biểu tri, khẩu biểu tri nó thuộc về sắc chân đế đó, cái chuyện đó nó không có liên quan đến cái ý nghĩa mà theo từng vùng, từng miền, từng quốc độ họ định đặt, họ quy định theo cái pháp tục đế. Cho nên chúng ta cứ là áp dụng thân biểu tri và khẩu biểu tri, nhưng mà đi đến ở đâu chúng ta muốn sử dụng thân biểu tri, khẩu biểu tri để nói cho người khác hiểu, thì chúng ta nên tìm hiểu cái văn hóa chế định ở đó trước, cái văn hóa chế định ở cái xứ đó, quốc độ đó, để làm cho nó đúng, cho nó hợp thời. Thì chúng tôi xin có một vài lời chia sẻ với quý vị như vậy. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh tiếp tục cho cái nhóm chính, nhóm thứ 9. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con xin phép đọc nhóm số 9, sắc linh hoạt. Gọi là linh hoạt vì đặc tính làm cho các sắc thực tính được uyển chuyển, thích hợp, đặc biệt, chiết tự, vikaro, nên cũng còn gọi là sắc đặc biệt. Sắc linh hoạt có ba thứ là khinh, nhu, thích, sự. Khinh tánh là trạng thái nhẹ nhàng của sắc thực tính. Khinh tánh có đặc tính là không chậm chạp, có nhiệm vụ là dẹp bỏ tình trạng nặng nề của sắc pháp, có biểu hiện là hoạt động lẹ làng. Vì có sắc nhẹ mới tạo ra khinh tánh cho bỏ sắc. Nhu tánh là trạng thái mềm mại của sắc thực tính. Nhu tánh có đặc tính là không thô cứng, có nhiệm vụ là tiêu trừ tình trạng cứng gắt của sắc pháp, có biểu hiện là không đối chọi với mọi hoạt động. Có nhân gần là sắc mềm, vì có sắc mềm mới tạo ra nhu tánh cho bọn sắc. Thích tánh là trạng thái tương ưng, là trạng thái tương thích của sắc thực tính. Thích tánh có đặc tính là cách thích hợp trong hoạt động của thân, có nhiệm vụ là tiêu trừ tính không tương thích, có biểu hiện là tính không yếu ớt. Có nhân gần là sắc thích hợp, có sắc tương thích mới tạo ra thích tánh của bọn sắc. Thảo luận, ngoài bầu khí quyển không có sức hút của trái đất, hai các tinh cầu thì không có trọng lượng, như vậy sự nặng nhẹ có nên xem là một thứ sắc đặc biệt? Nam mô Bích Tha Gia Công Kính Nhân Minh Tinh Thượng Tọa Giác Đạo. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn Thị Tọa Từ Sư. Ở đây chúng ta thấy trong ngành vật lý hiện nay, khi họ đề cập đến trọng lượng đó, thì chúng ta nói đến một cái quy luật, đó là cái sức hút của trái đất. Như là một khi mà phi thuyền đưa con người ra ngoài thái không, ra ngoài vũ trụ, chứ ra khỏi bầu khí quyển của chúng ta rồi đó, thì không có sức trái đất thì nó không tính vào trọng lượng.
Như vậy cái gọi là sắc nặng, sắc nhẹ, khinh nhu, cái sắc nhẹ ở đây đó, nó có nên kể là một thứ sắc không, hay là chúng ta nên có cái quan niệm nào khác hơn? Kính thỉnh thì toàn. Nam mô Phật thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cái sắc quý cà ra rupa, sắc đặc biệt hay sắc linh hoạt ở đây, khinh tánh vô tánh, nặng nhẹ đó, lâu ta, thì ở đây đó, nó không có liên hệ gì đến cái vấn đề trọng lượng. Bởi vì khi mà nói đến một cái trọng lượng thì nó là một cái vật chất nặng, nặng cân, nặng ký. Hay là thiếu cân, thiếu ký. Còn ở đây nó chỉ là cái hiện tượng linh hoạt của sắc pháp mà thôi. Thí dụ như khi mà chúng ta lúc mà chúng ta bị bệnh, cơ thể của chúng ta cảm thấy nó nặng nề, chúng ta bước đi không nổi, chúng ta muốn ngồi dậy mà ngồi cũng không được, ngồi không nổi, chúng ta muốn di chuyển cái thân này, di chuyển thật khó khăn. Chúng ta nói hôm nay bị bệnh cho nên thân thể nó nhẹ nhàng, ý thân thể nó nặng nề quá. Nhưng mà khi mà quý vị cân lại đó, quý vị bước lên trên bàn cân đó, thì cái trọng lượng cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đây người ta nói rằng lòng ta là cái trạng thái, nghĩa là trạng thái nhẹ, của cái thể xác, hay là trạng thái nặng nề của thể xác. Mà khi mình hết bệnh rồi đó thì bắt đầu với tinh thần nó tươi tắn lên, bắt đầu có cái sự hân hoan, nó không có bực bội, không có biến nhát, không có trì trệ, thì nó tạo ra cái sắc tâm mà chúng ta gọi là nhẹ nhàng. Thì cái nhẹ đó nó không phải là cái trọng lượng nhẹ. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chữ nặng nhẹ ở trong cái sắc khinh trong trường hợp này đó, nếu mà chúng ta nói theo vật lý là nặng cân hay nhẹ cân, nói vậy thì khi mà mình bệnh thì mình bị được tăng cân cho nên nặng nề, rồi khi hết bệnh thì nó sụp cân cho nên nó nhẹ nhàng. Đâu phải vậy, không phải vậy. Khi mà chúng ta bị bệnh là chúng ta thiếu cái sắc đặc biệt, cho nên cái sự hoạt động của quay nghi đi đứng nằm ngồi có vẻ là nặng nề,
không có uyển chuyển, không có linh hoạt. Và khi mà mình được khỏe mạnh ở trong người đó, cái tâm hân hoan vui vẻ đó, không có chuyện gì buồn phiền đó, thì lúc bây giờ cái thân hoạt động linh hoạt, chúng ta gọi là nhẹ nhàng. Thì hai cái chữ này khác nhau. Cái chữ lâu, nhẹ của cái trọng lượng là nó khác với chữ lahuta, tức là cái trạng thái nhẹ nhàng. Hai cái nghĩa đó nó khác nhau, nó không có liên quan gì đến cái vụ mà trọng lượng. Khi mà chúng ta ở trong cái bầu khí quyển này đó, thì vì có cái sức hút trái đất cho nên nó trì xuống, làm cho cái thân thể nó trở nên có trọng lượng. Đến khi bước ra ngoài khí quyển thì không, ngoài cái sức hút trái đất thì mình bước đi, các phi hành gia họ bước ra bên ngoài đó, họ như bay vậy đó, bởi vì nó không có trọng lượng. Cái không trọng lượng là tại vì không có cái sức hút, chứ một phi hành gia nếu mà có cái cân ở trên đó, khi mà cân là tại vì nó không có sức hút trái đất cho nên không có nhảy cái kim cân gì thôi. Chứ khi mà về tới đây chúng ta cân thì cũng vẫn cái thể trọng đó bao nhiêu, chứ không phải là họ đi ở dưới mặt đất khởi hành lúc đó họ 70-80 kg mà đến chừng đi lên trển rồi trở về 0 kg thì chết. Cho nên cái trọng lượng nặng nhẹ vật lý nó khác với cái trường hợp mà cái sắc đặc biệt, cái sắc linh hoạt mà khinh tánh. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi đó. Bây giờ xin mời quý vị đọc tiếp cho cái nhóm cuối cùng, nhóm thứ 10. Xin mời cùng Nhật Quỳnh. Dạ, con xin được đọc nhóm số 10. Sắc tướng trạng là những đặc tướng, đặc tánh, hiện trạng của các sắc để nhận định đây là khởi sanh, đây là diễn biến, đây là già cũ, đây là sự biến mất. Sắc tướng trạng chỉ là tình trạng của sắc thực tính. Sắc tướng trạng không phải là pháp thực tính. Có bốn hiện trạng sắc: sinh, diễn, dị, diệt. Sinh là sự bắt đầu xuất hiện của bọn sắc. Phật ngữ Upachaya nghĩa là khởi sự chất chứa, nên có chữ dịch là sắc tích tập. Một bọn sắc sống còn kéo dài 17 sắc na, mỗi sắc na là 3 sắc na tiểu, sanh, trụ, diệt. Như vậy, tuổi thọ của bọn sắc là 51 sắc na tiểu, 17 sắc na đại. Bọn sắc bắt đầu khởi lên vào sắc na tiểu thứ nhất, gọi là sinh hay tích tập, diễn tiến từ sắc na tiểu thứ hai đến sắc na tiểu thứ 50, gọi là sắc diễm, hay kế thừa. Trong giai đoạn diễn tiến là hiện tượng sắc già hay lão mại, tức là sắc dị. Đến sắc na tiểu thứ 51, bọn sắc hoại mất, gọi là sắc diệt hay vô thường. Đặc tính của sắc sinh là sắc sơ sinh, sơ sanh. Nhiệm vụ là làm cho sắc pháp nổi dậy trước tiên, có biểu hiện là tình trạng hoàn toàn, có nhân gần là sắc tập khởi, diễn hay còn gọi là tiến, thừa kế, vân vân, là hiện tiếp diễn của sắc sau khi khởi sanh, là giai đoạn từ sắc na tiểu thứ 2 đến sắc na tiểu thứ 50,
Tập tính của sắc diễn là tiếp tục sanh, nhiệm vụ là kế tục, biểu hiện là không gián đoạn. Nhân gần có sắc nối tiếp nhau, dị hay lão mại là tình trạng già nua của sắc. Sắc diễn tiến càng lúc càng già cỗi để đến điểm diệt mất. Trong giai đoạn diễn tiến của sắc đã có hiện tượng già theo mỗi sắc na. Sắc dị có đặc tính là sự chín mùi của sắc pháp. Nhiệm vụ là dẫn đến có biểu hiện là mất tính cách mới mẻ. Nhân gần là sắc đang hao mòn. Diệt hay vô thường tánh là tình trạng hư hoại của sắc pháp. Vào thời điểm sắc na tiểu thứ 51, bọn sắc đã đủ tuổi nên diệt đi. Đặc tính của sắc diệt là tan rã. Nhiệm vụ là chìm xuống, biểu hiện là hoại diệt. Nhân gần là sắc đang tiêu hoại. Thảo luận, có chăng một thứ sắc tạo nên sự lão hóa hay lão hóa chỉ là biến đổi của tự nhiên, biến đổi tự nhiên của sắc? Nam mô Bích Thai Giá, con kính nhân mến đến thượng tọa giác. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thật ra thưa quý vị, câu hỏi này chúng tôi đã hỏi thượng tọa Tề Siêu rồi, nhưng mà hôm nay thì muốn hỏi thượng tọa lại câu hỏi này, tại vì nó không có chuyện như vậy là ngày nay người ta thường nói, người ta nói cái bản chất là hiện tượng. Đôi khi có những vấn đề đó là hiện tượng, nó không phải là bản chất. Thì ở đây đó, cái chuyện mà sanh diễn dị diệt đó, nó là một cái hiện tượng, nó có cái cách là giai đoạn. Ở trong giai đoạn nó như vậy, hay là theo chúng ta hiểu một thứ bản chất là có những cái thứ sắc đóng với vai trò của sanh, có gì sắc đóng vai trò của diễn, có những gì sắc đóng vai trò của lão hóa, có những sắc đóng vai trò của diệt. Thì chúng ta hiểu như thế nào khi mà đề cập đến bốn cái sắc và sắc tương tướng này? Xin kính thỉnh thượng tọa Từ Sĩ Quan Hệ trở lại, và đây là câu thảo luận sau cùng của bài học kỳ hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, trong 24 sắc hy sinh chúng ta có 10 thứ sắc mà gọi là anipanna rupa, tức là sắc ở phi thành tựu hay là sắc không rõ hay là Asapha quá, là sắc phi thực tính. Tức là những cái sắc đó nó không phải là một cái bản chất, nó không phải là bản chất Asapha quá. Ở đây 10 thứ sắc này, trong đó có 4 sắc tướng Lakhana, sinh diễn dị diệt, thì cái này nó chỉ là giai đoạn của sắc hay là hiện tượng của sắc thôi. Chúng ta nhớ nó chỉ là hiện tượng của sắc. Khi mà ở bọn sắc đó hiện khởi từ chỗ không đi, nó hiện khởi thành có, thì chúng ta gọi là sắc sinh upacaya. Khi có rồi thì nó diễn tiến và tồn tại trong một thời gian nào đó thì gọi là sắc diễn, và nó diễn và nó bắt đầu có lão hoại dần 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 dần, thì cái hiện tượng đó chúng ta gọi sắc dị charata. Rồi cuối cùng thì nó tiêu hoại, cái tế bào đó nó bị hoại mất
nên chúng ta gọi là sắc diệt. Thì như vậy sinh tiếng dị diệt chỉ là hiện tượng của sắc, chứ không phải là bản chất, không phải là một thứ sắc riêng biệt. Đó là ý nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu khi chúng ta học về 24 sắc y sinh, hay là 28 sắc pháp, trong đó có 18 thứ sắc được gọi là cái bản chất, hay gọi là sắc thực tính, sắc pha quát, rụt quát. Còn 10 thứ sắc sau, kể từ sắc giao giới cho đến muốn sắc tư tướng, sắc tướng thì chúng ta phải nói là sắc hiện tượng, hiện tượng chứ không phải là cái sắc thực tính hay sắc bản chất nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi sau cùng của bài học hôm nay. Bây giờ xin cùng tỉnh thủ tọa giác đoạn trở lại. Sa thủ kính trình thủ tọa thầy sư. Thưa quý Phật tử, đó là một điều rất là lợi lạc cho chúng ta khi chúng ta học thắng pháp, để có cái thì giờ mà mình thảo luận. Thật ra thì bài học này đã đi qua từng ngày Chủ nhật rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có một số cái khía cạnh mà chúng ta nên trở lại. Do vậy rất là thiền thì Thầy Sư đã hoan hỷ để dành trọng buổi học ngày hôm nay cho phần thảo luận. Và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục bài học thắng pháp theo giáo trình mà Thầy Sư soạn. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đà Ma. Ngày mai này thì chúng ta có giáo trình phản ứng Pali và chúng tôi là bị đảm trách chương trình ngày mai. Để lấy từ tòa tư siêu, để lấy chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng ngài Tỳ siêu đã từ bi cho chúng con ông bài lại ngày hôm nay rất là hữu ích cho chúng con. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải những giáo nghĩa vi diệu nghi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong chung chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các